Dạ, kính thưa quý thầy cô trong chủ tọa đoàn, kính thưa quý thầy cô và các anh chị đồng nghiệp, thì tiếp theo hai cái bài trình bày rất là hay của hai anh chị đồng nghiệp đó, thì phần trình bày của tôi là tôi xin trình bày các anh chị về cái các thuốc về cập nhật mới nhất hiện nay cho đến hiện nay về điều trị béo phì, và tôi tập trung riêng về cái nhóm thuốc liraglutide. Kính thưa các anh chị, thì mấy anh chị đã nghe bài về cái bài đầu tiên đó, là nghe rất là rõ về cái tình hình chung cũng như là rất là nhiều các cơ chế bình sinh cũng như là rất là nhiều các tổng quan về vấn đề béo phì. Thì tôi xin có một số cái góc nhìn khác về béo phì để đóng góp thêm cho cái topic hôm nay. Thì thưa các anh chị, chúng ta biết là hiện nay béo phì và đái đường type 2 đã được xem như là hình với bóng. Hình với bóng được định nghĩa tức là có cái này thì có cái kia. Đấy. Như vậy chúng ta thấy rằng là bắt đầu của cái khởi nguyên của các bệnh sinh của hai cái bệnh này đó là nó bắt đầu từ cái gen nhạy cảm. Chúng ta biết là hiện nay là cái gì cũng nó dính tới gen hết. Và nó sẽ phối hợp với những cái yếu tố bên ngoài tác động vào và nó sẽ góp phần lên béo phì cũng như đái đường type 2. Đấy. Chúng ta thấy là những nó chia đái đường type 2 và béo phì nó sẽ chia sẻ chung những cái yếu tố về môi trường. Ví dụ như là mất cân bằng về năng lượng, ăn nhiều năng lượng nhiều hơn mức cho phép. Cái cách mình ăn uống, cái thứ hai đó. Cái thứ ba là microbiome, tức là một cái hệ sinh thái ở đường ruột. Và các yếu tố khác như là cái vấn đề về viêm gan của người mẹ, di truyền từ người mẹ, rồi căn nặng lúc sinh, các loại thuốc, ô nhiễm môi trường hay là mất ngủ. Và nó dẫn đến cái sự hình thành của cái tình trạng béo phì và nó đi kèm với đó là đái đường type 2. Như vậy thì tôi xin chia sẻ với anh chị một chút xíu về cái gọi là những cái hiện nay người ta tập trung vào cái khái niệm mới ha. Cái khái niệm mới đó là microbiome good brain acid. Chúng ta biết là học về nội tiết đó ha. Chúng ta có những cái trục ha, cái trục về nội tiết đó, ví dụ trục hạ đồi tuyến yên, tuyến giáp, rồi hạ đồi tuyến yên, tuyến thượng thận, sinh dục vân vân. Thì hôm nay chúng ta có một khái niệm nữa, đó là cái trục của não ruột và cái đó vai trò của hệ sinh thái đường ruột rất là quan trọng. Như vậy được hiểu như thế nào thì chúng ta biết là cái hệ sinh thái đường ruột của mỗi người chúng ta là mỗi khác, và nó được xem như là cái bộ gen thứ hai ha, và nó sẽ quyết định đến cái ý thức, nhận thức và cách ăn uống của người bệnh ha. Như vậy thì cái hệ sinh thái đó nó hoạt động như thế nào đó còn rất là nhiều các cái bí ẩn, nhưng mà người ta nhận thấy được một cách khách quan nhất đó là có sự liên quan đến các hormone từ đường ruột và nó chi phối cái hoạt động của não ha, các anh chị. Như vậy chúng ta thấy là ở hệ đường ruột đó chúng ta thấy là tiết rất là nhiều các cái hormone, ví dụ như là GLP-1, GAB và nhiều các hormone khác. Ở dạ dày chúng ta có hormone ghrelin. Hormone ghrelin được xem như là hormone đói, nó tên nó như vậy, một cách nôm na như vậy đó. Tại vì khi mà nó dạ dày mà nó trống đó, nó tiết ra rất nhiều cái chất này, hoặc là nhịn đói lâu ngày đó thì nó sẽ kích thích người bệnh ăn uống. Hoặc là trong trường hợp mà nó đã đủ thức ăn rồi nhưng mà nó vì lý do nào đó tiết nhiều quá thì ăn tiếp tục. Thế là béo phì. Và ở tụy có các hormone glucagon, amylin, leptin và các cái hormone khác. Đó. Như vậy chúng ta thấy là cái hệ nội tiết từ đường ruột đó, ha, nó sẽ ảnh hưởng hoạt động cái não rất là nhiều. Tôi xin lướt qua phần này. Như vậy thì người ta tận dụng những cái hormone từ ruột đó để điều trị béo phì hiện nay. Thì thưa các anh chị, tôi xin cập nhật hết cái vấn đề về các hormone và sau đó chúng ta tóm lược lại và hiện nay Việt Nam chúng ta làm gì. Ha. Đầu tiên là hormone incretin. Incretin tức là bao gồm hai hormone đó, tạm gọi là hai hormone là GIP và GLP-1 ha. Thì GIP tức là gastrointestinal peptide ha, và GLP-1 là glucagon-like peptide 1. Như vậy thì chúng ta là khi mà thức ăn ăn vào á, đường ruột á, thì một cách nhìn mình nhìn chung đó thì ở đoạn ở ruột non đó, đoạn đầu ruột già đó sẽ tiết ra hai cái hormone này. Hai cái hormone này thì nó sẽ tồn tại trong máu khoảng 5-7 phút thôi. Và nó sẽ làm cái gì? Nó sẽ kích thích tế bào tụy tiết insulin, cũng như là giảm tiết glucagon, cũng như là nhiều các cái tác dụng khác liên quan đến tụy. Ngoài ra nó ảnh hưởng đến rất là nhiều các cái thụ thể, các cơ quan khác, ví dụ như ở não, nó giảm thèm ăn, vân vân, và nó làm giảm đột quỵ, giảm trầm cảm, vân vân, và nhiều các bảo vệ tim mạch nữa. Tuy nhiên thì chúng ta biết là nó sẽ bị bất hoạt một cái men, bởi cái men. Thế là người ta để mà tăng cường cái hiệu quả của nó, người ta phải chế tạo cái thuốc là chích. Người ta gọi là thuốc đồng vận thụ thể GLP-1 hay thuốc đồng vận thụ thể GAB, ha, ví dụ như vậy.
Như vậy thì hai cái chất này đó thì chúng ta thấy nó có những cái thụ thể ở các cơ quan khác nhau, ví dụ như ở não, ở tụy và dạ dày cũng như là mô mỡ thì nó hơi khác nhau chút xíu. Nhưng mà nhìn chung đây là những cái hormone mà nếu mà chúng ta chích vào đó, động vật nó thụ thể vào đó, những cái thuốc mà động vật có thể đó thì nó sẽ giảm thèm ăn ha. Nó giảm thèm ăn rồi nó làm cho dạ dày lâu no hơn, hoặc là chậm tống thức ăn vân vân, và nhiều cái yếu tố ảnh hưởng đến làm giảm cân, mô mỡ. Như vậy thì chúng ta thấy là về thuốc động vật có thể suy quan thì nó rất là nổi tiếng ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 rồi. Chúng ta biết là hiện nay nó có hai cái loại, đó là loại tác dụng nhanh gồm có hai thuốc là Isalithide và một cái Bonalithide, và rất là nhiều các loại thuốc mà tác dụng kéo dài ha. Và như vậy thì chúng ta thấy là đây là một cái loại thuốc điều trị đái tháo đường. Đây là thuốc điều trị đái tháo đường. Và ban đầu đó, và sau đó thì qua rất nhiều các nghiên cứu thì nó phát minh thêm ha, nó từ gọi là phát minh thêm những cái chỉ định mà chúng ta biết là hiện nay là chỉ định bảo vệ tim mạch trên bệnh nhân đái tháo đường type 2 mà có biến cố tim mạch cho sơ vữa hay là nguy cơ tim mạch sơ vữa cao đó, thì cái thuốc này được xem như là hàng đầu ha. Như vậy thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta dùng một cái loại thuốc ha, mà tương đương với GLP-1 đó, tức là đồng vận thụ thể suy quan, tức là một cái thuốc tương đương giống như insulin analog vậy đó anh chị, chích vào thì nó gắn vào thụ thể của GLP-1 ở tế bào beta tụy đó, hoặc là nhiều các thụ thể ở các cơ quan khác mà vừa nêu đó, ở não, ở tim vân vân, thì nó sẽ hàng loạt những cái hiệu quả rất là tốt, kiểm soát đường huyết và đặc biệt là giảm cân nặng rất là hiệu quả. Như vậy thì chúng ta biết là từ ban đầu đây là một cái nhóm thuốc điều trị hạ đường, kiểm soát đường huyết rất là tốt, và từ từ đó nó qua nghiên cứu thì nó lại phát hiện thêm một cái thuốc mà bảo vệ biến cố tim mạch độc lập với tất cả các yếu tố điều trị đa yếu tố khác. Và hiện nay đó chúng ta biết là nó lấn sân qua cái thuốc gọi là cái trên nhóm béo phì. Thì chúng ta biết là trên cái nhóm thuốc này đó thì hiện nay có 3 thuốc là làm các nghiên cứu mà trên bệnh nhân béo phì thôi, không có tiểu đường nha. Đó là thuốc của Liraglutide, Semaglutide và Tirzepatide. Hai cái thuốc đầu là đồng vận thụ thể CB1 mà tác dụng kéo dài ha. Thì chúng ta thấy là chúng ta nhìn vào cái bệnh nhân mà giảm cân mà trên 5% hoặc là cái ngưỡng mục tiêu mà trên 10% đó, thì chúng ta thấy là cái hiệu quả của các thuốc á ha, so với giải dược thì rất là ngoạn mục ha. Và Semaglutide lại tốt hơn Liraglutide nữa, và đặc biệt Tirzepatide là một cái duo, nó vừa đồng vận thụ thể CB1 và có nó vừa cái đồng vận thụ thể GAP nữa, hai cái chất cùng một cái thuốc. Và cái thuốc này cũng đã đưa vào guideline khuyến cáo của ADA điều trị vừa kiểm soát đường huyết và vừa giảm cân trên bệnh nhân béo phì, trên nhân đái tháo đường type 2. Thì riêng thì hai đây là cái nghiên cứu ra đời sau, tức là công bố hồi tháng 7 năm 2022 vừa rồi đó, do đó mà cũng đang nộp apply để xin cái chỉ định là điều trị béo phì cho bệnh nhân không có đái tháo đường. Thì trước mắt á ha, trước mắt thì chắc là chúng ta đợi vài tháng là chúng ta sẽ có chỉ định này thôi, còn hai cái thuốc trước thì đã có chỉ định rồi. Thì mấy anh chị biết là về tổng quan chung đó, thì chúng ta biết là hiện nay cũng có nhiều các cái thuốc khác ha, cũng cái tận dụng cái cơ chế của các cái hormone từ ruột đó để mà điều trị béo phì. Thì chúng ta thấy là có cái thuốc GLP-1 đồng vận thụ thể kết hợp với analog của cái hormone amylin. Hormone amylin là hormone được tiết ra từ tế bào beta tụy ha. Cũng đang ở pha 2 các anh chị, và thuốc GLP-1 kết hợp với glucagon dual agonist và cái chip ha, một cái ba loại luôn, GLP-1, GLP và glucagon ha. Ba thuốc, ba cái hormone trong cùng một cái chế phẩm thuốc, và đang ở pha 3. Và chúng ta thấy là nếu mà anh chị mà có quan tâm đến cái hội nghị mà của ADA vừa rồi đó, thì rất là nhiều các nghiên cứu báo cáo về cái kiểu như thế này. Như vậy thì về cái hiện nay đó thì chúng ta biết là FDA chỉ có approve hai cái thuốc thôi, đó là Liraglutide và Semaglutide điều trị béo phì và không cần bệnh nhân có tiểu đường nha các anh chị nha. Và sắp tới thì hy vọng là có Tirzepatide. Tôi vừa trình bày đó. Như vậy thì tóm lại thì câu hỏi đặt ra tiếp theo là thuốc gì, hiện nay thuốc gì mà điều trị cho bệnh nhân béo phì? Thì thưa các anh chị, thì đây là cái hai lá cờ ha. Chúng ta ở Mỹ á, thì chúng ta thấy là có nhiều loại thuốc. Và trong đó thì có hai thuốc đã được chấp nhận ở Việt Nam, đó là Olestat là một cái thuốc viên dạng uống ha. Và thuốc thứ hai là Liraglutide
đi ra lục thai đã được Bộ Y tế chấp nhận rồi, mà anh chị trình bày ban đầu đó cũng đã nói rõ. Còn ở Mỹ thì cũng ra có nhiều các thuốc khác nữa, và chủ yếu là các thuốc đồng vận, các thuốc về chống trầm cảm vân vân, và nó sẽ chưa được chấp nhận ở Việt Nam. Như vậy thì nói về liraglutide, đây là một cái analog của GLP-1, một cái thuốc mà tương tự với cấu trúc của GLP-1 ở người, người ta chế tạo ra để chích trực tiếp vào để tận dụng tối đa cái tác dụng của nó. Và đây là một cái loại GLP-1 tác dụng kéo dài và chích mỗi ngày một lần. Thì đây là cái tổng hợp cơ chế tác động của nó. Chúng ta thấy là nó sẽ tác động vào các ở tụy, ở tim, bảo vệ tim mạch, rồi ở gan, ở dạ dày và ở não. Và bệnh nhân sẽ tùy cái liều mà bệnh nhân sẽ cái cảm giác thèm ăn giảm dần và nhiều các phối hợp với các cơ chế khác ở dạ dày, ở tụy vân vân, và nó sẽ góp phần là giảm cân. Thì kính thưa các anh chị, thì chúng ta biết là khi mà dùng thuốc này thì chúng ta phải tư vấn cho họ những cái lợi ích cũng như là những cái tác dụng phụ mong muốn không mong muốn của thuốc này. Ví dụ như là khi mà chích thuốc này vào thì cái cảm giác chán ăn nó sẽ tăng lên, và tùy theo cái liều và chúng ta nguyên tắc là chúng ta phải tăng dần liều. Và chúng ta cũng tư vấn cho bệnh nhân về những cái tác dụng về đường tiêu hóa, và thường cái này là thường nó gặp trong những cái 1-2 tuần đầu khi chích thôi. Và nếu mà chúng ta giữ nguyên cái liều, đừng có tăng vội đó, thì cái tác dụng này nó sẽ đa số các trường hợp nó sẽ thoáng qua. Như vậy thì chúng ta thấy trong thực hành lâm sàng đó, thì chúng ta biết là chúng ta tùy vào đặc điểm của từng bệnh nhân cũng như là chống chỉ định của thuốc mà chúng ta chọn lựa. Và riêng cái nhóm liraglutide đó thì chúng ta biết là bệnh nhân có tiền sử về ung thư tuyến giáp dạng tủy hoặc là cái đau tuyến nội tiết type 2 đó, thì chúng ta không dùng cái thuốc này, tại vì nó làm tăng nguy cơ mắc cái bệnh này. Cũng như là đối với bệnh nhân mà có cái hội chứng cái hấp thu, cũng như là có tiền căn viêm tụy cấp hoặc là có đang có viêm tụy mạn, thì chúng ta phải hết sức cân nhắc, tại vì nó góp phần vào cái tình trạng kém thu của người bệnh. Và chúng ta biết là trên bệnh nhân đái đường type 2 đó, thì liraglutide là một cái nhóm thuốc điều trị đái đường, và đây là cái thuốc đã được chứng minh là có cái giảm biến cố tim mạch trên bệnh nhân đã có cái biến cố tim mạch siêu vỡ hoặc là có nguy cơ tim mạch cao, và được xem như là chỉ định đầu tay trong cái guideline của ADA cũng như là nhiều các cái guideline khác. Và đây là cái guideline của Bộ Y tế vừa mấy anh chị vừa nêu đó, là Bộ Y tế chúng ta chấp nhận hai cái loại thuốc vừa nêu đó, là Onlytat và liraglutide. Như vậy thì tóm lại chúng ta biết là liraglutide là một cái loại thuốc mà nó có nhiều tác động trên liều, trên bệnh nhân đái đường type 2 thì chúng ta chích tối đa là 1,8mg liều tối đa, và chúng ta khởi đầu liều thấp nhất là 0,6mg tích mỗi ngày một lần và đối với béo phì thì liều có thể đến 3mg. Tuy nhiên thì chúng ta nhớ là khi mà chúng ta dùng cho bệnh nhân đó thì chúng ta phải tăng liều từ từ, và chúng ta theo dõi cái đáp ứng người bệnh cũng như các tác dụng phụ không mong muốn người bệnh. Ví dụ như là cảm giác chán ăn, rồi buồn nôn, vân vân, để mà chúng ta lựa chọn cái liều mà phải nói là bệnh nhân dung nạp một cách tối đa nhất. Và cũng đừng quên là chúng ta khi có những cái triệu chứng mà tác dụng đường tiêu hóa đó, thì chúng ta cũng phải chú ý là chúng ta phải loại trừ những các yếu tố, các cái thuốc cũng như là các cái vấn đề ảnh hưởng đến tiêu hóa của người bệnh, để mà chúng ta xử lý một cách thấu đáo nhất. Và chúng ta biết là nó còn chỉ định trên những cái bệnh nhân mà có hội chứng buồng trứng đa nang, hay là thậm chí là béo phì mà đơn gen đó, thì nó cũng góp phần làm giảm cân và nó cải thiện cái tình trạng của các bệnh này. Thì tóm lại thì chúng ta biết là béo phì hiện nay là một cái bệnh rất là thường gặp. Nó gây ra những hậu quả rất là nghiêm trọng. Tuy nhiên thì cái vấn đề điều trị thì ít ai quan tâm. Và đôi khi đó là một cái thói quen, một văn hóa, một bộ phận của người Việt nhất định. Tức là thôi mập xíu cho nó trông nó đẹp, không muốn giảm cân. Ví dụ như vậy, đó là một cái thói quen rất là, phải nói là không có khoa học lắm. Và ở riêng ở Việt Nam chúng ta đó, thì chúng ta biết là có hai loại thuốc. Đó là một loại thuốc viên, đó là Onlytat, và loại thuốc chích hàng ngày, đó là liraglutide. Đây là loại thuốc vừa kiểm soát đường huyết trên bệnh nhân đái đường type 2, giảm cân trên bệnh nhân đái đường type 2, và trên bệnh nhân mà béo phì không đái đường chúng ta sử dụng luôn. Và cách như thế nào tôi đã trình bày rồi. Thì cái liều nó khác nhau. Đối với bệnh nhân đái đường type 2 thì chúng ta liều tối đa có thể 1,8mg. Còn đối với béo phì thì có thể liều tối đa là 3mg một ngày, mỗi ngày đó. Và cách dùng hết sức thận trọng, và chúng ta tùy bệnh nhân mà
mà chúng ta có một cái liều mà dung nạp tối đa nhất có thể chấp nhận được cho người bệnh. Vâng, xin cảm ơn các anh chị.